Chào bà con nông dân và các bạn, nói đến cây thanh long ruột đỏ là nói đến vùng đất đồi Vân Trục. Từ khi cây thanh long được đưa về trồng ở đây đã làm thay đổi đời sống của rất nhiều người dân trong vùng. Nhờ cây thanh long ruột đỏ mà chị Phạm Thị Thu, thôn Đồng Núi, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2010, được tiếp cận với mô hình trồng thanh long ruột đỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao của một số hộ tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch. Gia đình chị Thu đã nhanh chóng chuyển đổi mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng rừng bạch đàn sang trồng cây thanh long ruột đỏ trên diện tích gần 1 hecta. Tâm sự với chúng tôi, chị Thu cho biết, từ một hộ nghèo, năm 2010, gia đình chị được tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách. Nguồn quỹ từ cấp hội phụ nữ, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sang trồng thanh long ruột đỏ, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Tôi cảm thấy là nó có hiệu quả. Thì cây thanh long thì được quả bán này. Thứ hai nữa là hom giống này tôi cũng cấp cho các chị em xung quanh này. Và còn là cái cỏ đấy thì là chăn nuôi trâu bò. Nhà tôi thì mỗi năm là cũng phải bỏ bán được một con trâu, một con bò. Còn thu hoạch thanh long thì nói chung là cứ như năm ngoái là tôi thu chi phí hết thì là tôi thu được 50 triệu. Nhưng năm nay là nó hơn một chút. Hiện nay thanh long Vân Trục có giá cao hơn so với thanh long ở các vùng khác. Thương lái đến thu mua tận nhà với giá 30.000 đồng 1 kg. Do được chăm sóc theo đúng quy trình, kỹ thuật nên quả thanh long của gia đình chị to, ngọt và mọng quả. Trung bình mỗi quả nặng từ 0,6 đến 0,7 kg. Thoát nghèo từ mô hình thanh long ruột đỏ, gia đình chị Thu rất phấn khởi, dồn hết tâm huyết để học cách chăm sóc giống thanh long này, để vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý là cần sớm tìm đầu ra cho quả thanh long ruột đỏ. Khi mô hình này đang được mở rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là ở xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, để tránh tình trạng nông dân được mùa nhưng rớt giá. Cũng là một người phụ nữ làm kinh tế giỏi, chị Hà Thị Bộ, thôn Lý Nhân, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, đã vượt qua khó khăn bận bịu của một giáo viên mầm non để mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng vào mô hình chế biến gỗ. Đặc biệt hơn là thị trường của chị không chỉ bó hẹp trong nước mà còn vươn sang thị trường Đài Loan. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, song nhờ ý chí, nghị lực vươn lên, cộng với sự năng động, dám nghĩ, dám làm. Mô hình chế biến gỗ của gia đình chị Hà Thị Bộ ở thôn Lý Nhân, xã Quang Yên, huyện Sông Lô đang mang lại hiệu quả kinh tế. Sự chế biến gỗ của gia đình chị có đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy móc, nhà xưởng, xe chuyên chở. Những năm gần đây, khi tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, lại bận rộn với công việc là giáo viên mầm non, nhưng chị Bộ đã bàn với chồng mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng vào việc đổi mới dây chuyền kỹ thuật sản xuất. Thị trường xuất gỗ của xưởng gỗ nhà chị không chỉ trong phạm vi các công ty xí nghiệp trong nước mà còn có nhiều hợp đồng với các công ty liên doanh nước ngoài như Đài Loan. Với kỹ thuật hiện đại, mỗi ngày xưởng gỗ của chị có thể chế biến từ 8 đến 10 mét khối gỗ nguyên liệu. Các sản phẩm gỗ bóc được phân thành nhiều loại theo tiêu chuẩn A, B, C. Vốn là một người ham tìm tòi cái mới, dám nghĩ, dám làm, nên xưởng bóc gỗ của chị Bộ dù nhỏ nhưng gỗ đạt chất lượng, được khách hàng tin tưởng. Hiện tại, cơ sở sản xuất đồ gỗ của chị đang tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 lao động của địa phương. Lúc cao điểm có đến 20 nhân công, với một nửa là chị em phụ nữ. Thu nhập thấp nhất khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Tổng doanh thu trung bình một năm, chị Bộ thu được khoảng hơn 1 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, còn lãi khoảng 250 đến 300 triệu đồng. Với ý chí vươn lên làm giàu của vợ chồng chị Bộ, mọi người trong ngoài xã đều xem vợ chồng chị như một tấm gương sáng để học tập. Là người nhiệt huyết, đam mê với nghề nên chị sẵn sàng hướng dẫn cho những ai muốn theo nghề chế biến gỗ. Những năm qua, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đảng Nhà nước, Vân Hội là một trong những xã tiên phong của huyện Tam Dương về chủ trương này. Hiện nay, xã đã hình thành được khu sản xuất rau màu tập trung, không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm cho tỉnh mà còn cung cấp cho các thị trường ngoài tỉnh. Đặc biệt, trong xã đã xuất hiện nhiều hộ gia đình có thu nhập cao từ trồng rau màu, tiêu biểu như gia đình anh chị Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Thị Vương. Sau khi gia đình cho ra ở riêng, anh chị được bố mẹ cho 6 sào đất nằm rải rác ở các cánh đồng. Ban đầu cũng như các hộ khác, anh chị chỉ cấy lúa và trồng cây màu vụ đông, song hiệu quả kinh tế chưa cao. Tại thời điểm đó, xã Vân Hội đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nắm bắt thời cơ, anh Tập bàn với vợ dồn điền đổi thửa và chuyển sang trồng các loại cây rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao như cải Hồng Kông, rau củ, cà pháo, ớt, cà chua. Hiện nay, với 6 sào đất, mỗi năm canh tác được 6 vụ. Sau khi trừ chi phí, anh chị thu lãi trên 50 triệu đồng một năm.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Tập và chị Phương còn là tấm gương điển hình trong nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình văn hóa. Với những thành tích đã đạt được, chị Phương đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương tặng giấy khen.